Hiện nay, những dòng xe SUV, CUV đang là xu hướng lựa chọn số đông của khách hàng. Không ít những khách hàng đã thay đổi những chiếc xe sedan thon gọn mình sử dụng hàng ngày sang những chiếc xe gầm cao, đa dụng hơn. Và hiện nay tại Việt Hàn, em đang có hai mẫu xe, đó là Hyundai Creta 2022 bản đặc biệt màu đen và Kia Seltos bản 1.4 Premium sản xuất 2023 màu đỏ. Hyundai Creta thì là xe nhập khẩu, còn Kia Seltos thì lại là xe lắp ráp. Còn về phần kích thước tổng thể, hai xe gần như là xem nhau, nhưng có một cái Creta hơn Seltos, đó chính là khoảng sáng gầm. Đây, khoảng sáng gầm của xe Hyundai Creta đến tận 200mm, còn Seltos chỉ 190mm thôi. Cả hai xe đều sở hữu la răng 17 inch. Cả Hyundai Creta lẫn Kia Seltos đều sở hữu hệ thống đèn chiếu sáng LED tự động bật tắt và thay đổi góc chiếu. Seltos, Kia Seltos 2023 bản 1.4 Premium thì là có bộ nội thất ghế da hai màu trắng đen. Ghế tài thì có ghế chỉnh điện, đây như em đang ngồi ghế chỉnh điện này rất là thoải mái. Wow. Màn hình cũng là 10.25 inch. Rất là nhiều chức năng. Xe thì có 3 chế độ lái: Normal, Eco và Sport. Nhưng mà có một cái đặc biệt, đặc điểm em không thích ở Kia Seltos, đó chính là vẫn là phanh tay cơ, chưa được nâng cấp lên phanh tay điện tử. Hyundai Creta thì lại sở hữu bộ nội thất da toàn màu đen, ghế thì vẫn là ghế chỉnh cơ thôi. Vô lăng cũng còn rất là đẹp. À, chỉ có một cái mà Kia Seltos chưa làm được nhưng mà Hyundai Creta đã làm được, đó chính là phanh tay điện tử. Dù nhận được nhiều lời khen về trang bị và công nghệ an toàn, thế nhưng Hyundai Creta lại có vẻ đuối hơn Kia Seltos về sức mạnh của động cơ. Hyundai Creta mang trái tim 1.5, còn Kia Seltos thì là 1.4 turbo. Chiến đen là tới công chuyện luôn. Xe nào cũng có điểm mạnh riêng cả. Bên phải em là Hyundai Creta sản xuất 2022 bản đặc biệt, chạy 19.000 cây, được chào bán với mức giá là 615 triệu. Còn bên trái em là Kia Seltos bản 1.4 Premium sản xuất 2023, xe chạy 16.000 cây và đang được chào bán là 675 củ. Theo quý anh chị sẽ lựa chọn dòng xe nào? Hãy để lại cho em một vài bình luận dưới phần comment nhé.